Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Quá Trình Đúng. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn Võ Thành Nhân về sinh hoạt hướng đạo Việt Nam tại Úc Châu do Quý Châu thực hiện. Quý Châu xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bản tin Hoa Thỉnh Đốn. Sau đây là phần tiếp xúc giữa Quý Châu và anh Võ Thành Nhân để nói về hướng đạo Việt Nam ở tại Úc Châu. Và Quý Châu xin chào Võ Thành Nhân. Xin được chào Quý Châu. Thưa anh Nhân, câu hỏi đầu tiên là Quý Châu muốn hỏi là về cái công tác vừa rồi của anh Nhân là như thế nào? Công tác vừa rồi ở tại Úc Châu thì nhằm mục đích là để mà tạo hai cái khóa huấn luyện về văn hóa và truyền thống hướng đạo Việt Nam ở tại Sydney với lại Melbourne. Cái cuối tuần ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 7 đó là ở tại Sydney là khóa 14. Và cái tuần lễ mà sau đó đó 10, 11, 12 là ở tại Melbourne. Hai khóa đó để nhằm mà cung cấp những cái chương trình ôn lại cho các trưởng hướng đạo đã đi hướng đạo lâu rồi hoặc là rất là mới cho một số những phụ huynh mới gia nhập vào phong trào hướng đạo để hiểu biết những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý và những cái phương pháp của hướng đạo bên cạnh những cái kỹ năng của hướng đạo từ cái vấn đề mà có được những cái nghi thức quan trọng trong hướng đạo hay là có được những cái sự hiểu biết về phong trào hướng đạo một cách tường tận để mà khi các trưởng gìn giữ cái đơn vị của mình thì có thể truyền đạt cho các em những cái kỹ năng cần thiết như vậy để mà giúp cho các em phát triển theo cái phương pháp giáo dục và phù hợp với lại cái hoàn cảnh của địa phương. Cũng xin thưa rằng là cái khóa 14 thì chúng ta có 48 trưởng để mà ghi danh đi học và khóa truyền thống 15 ở tại Melbourne thì có 20 trưởng. Nhưng mà ở tại hai khóa đó đều có những cái chương trình đặc biệt, nó gọi là chúng ta nói tiếp xúc và nói chuyện với lại phụ huynh riêng. Và cũng nhờ đó thì phụ huynh cũng hiểu được nhiều hơn cái vai trò của các trưởng đạo. Do đó nên hy vọng sau cái khóa 14-15 chúng ta sẽ có thêm phụ huynh để mà gia nhập vào phong trào hướng đạo ở tại Sydney và Melbourne. Dạ. Nhân cho Quý Châu hỏi là trại họp bản 85 năm là được tổ chức ra sao? Khi mà chúng ta nói về trại 85 năm thì hiện nay người ta bàn rất nhiều về trại họp bản 85 năm. Lý do là hướng đạo Việt Nam cho đến nay thì từ năm 1930 cho đến nay thì chúng ta đã trải qua 85 năm. Và vừa rồi ở tại trong nước cũng có rất là nhiều hướng đạo sinh để mà tham gia chương trình 85 năm, có một cái trại hợp bạn hợp lực rất là lớn thì để mừng. Nhưng mà ở hải ngoại thì chúng ta tới mãi cuối năm nay vào ngày 27 tháng 12 thì trại 85 năm mới được hình thành và bắt đầu khai mạc và sẽ được tổ chức cho tới ngày 31 tháng 12. Đó là bạn chi nhánh Úc, có nghĩa là những người hướng đạo Việt Nam ở tại Úc sẽ lo vào cái việc mà tổ chức cái trại này. Và cũng được biết rằng là khi mà các anh chị hoặc là các trưởng hướng đạo hoặc là các phụ huynh muốn ghi danh tham dự cái trại này đó thì cũng có thể liên lạc thẳng với lại gia đình hướng đạo Việt Nam. Hiện nay có một cái trang website là iccvs.org để mà biết thêm tin tức. Và chúng tôi được biết rằng là có thể là vé máy bay rất là mắc vào khoảng cuối năm, nhưng mà các anh em chị em chuẩn bị đi sớm thì có thể cái giá nó rẻ hơn. Và cái tiền trại phí mà hiện nay chúng tôi được biết là 100 Mỹ Kim. Và khi đi trại như vậy đó thì nó có chương trình ở trong trại và chương trình hậu trại. Tức là sau khi mà chúng ta đi trại xong á thì chi nhánh Úc, những trưởng đạo sẽ tổ chức cho chúng ta những chương trình đi thăm viếng Sydney hoặc là đi những cái vùng để mà khám phá nước Úc. Thì cũng xin thưa rằng đó là khi mà chúng ta vào mùa đông ở đây đó thì nó lại là mùa hè ở bên Úc. Do đó nên khí hậu rất là tốt và hy vọng năm nay á nó sẽ lặp lại vào năm 1995 á thì nước Úc đã tổ chức trại họp bạn thẳng tiếng năm vào mùa đông của chúng ta, tức là tháng 12 cho tới tháng Giêng đó, cũng tại trại trường Lanfield. Và hôm nay nếu mà chúng ta trở lại năm nay thì 85 năm hướng đạo Việt Nam cũng sẽ được tổ chức tại trại trường Lanfield. Và hiện nay trưởng mà chịu trách nhiệm cái chương trình này là trưởng Trần Công Thúy Định đã ra một cái thông báo chính thức là mời các hướng đạo sinh khắp nơi trên thế giới về tham dự. Trại phí sẽ là 100 Mỹ Kim cho mỗi một người trại sinh. Anh Nhân cho Quý Châu biết là từ năm 1930, tức là năm hướng đạo Việt Nam được thành lập, thì cho đến nay thì cái sự nhận định của anh Nhân về hướng đạo Việt Nam, sự phát triển của nó như thế nào được không? Thứ nhất thì chúng ta nhìn lại đó là sau 85 năm như vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là cộng đồng người Việt hoặc là người Việt ở trong nước vẫn trân quý cái phương pháp giáo dục của hướng đạo. Tức là vẫn coi đó là một những cái phương pháp giáo dục mà nó có cái giá trị nào đó tuyệt đối trong vấn đề hướng dẫn trẻ em. Trong lúc các em ở tuổi ấu nhi, thiếu nhi, rồi các em ở tuổi thanh niên, rồi lên đến tráng niên,
hoặc là cả cuộc đời của các em sống với lại cái phương pháp hướng đạo, thì cái đó là cái điều đầu tiên mà người Mỹ người ta gọi là cái Vietnamese American Community nó value cái scouting, tức là ý nói rằng đó là cái cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, riêng ở tại Hoa Kỳ đó là họ là họ somehow, tức là cách nào đó họ trân quý cái phương pháp giáo dục hướng đạo đến mức độ mà chỉ có hướng đạo Việt Nam mới là một cái hướng đạo duy nhất ở tại nước Mỹ này, mà những sắc dân khác họ không hề có và không có được. Tức là cứ mỗi 4 năm như vậy họ có một cái trại hợp bạn rất là lớn, và cứ mỗi 4 năm như vậy thì cái con số mà những liên đoàn hướng đạo hoặc là sự hình thành của những đơn vị hướng đạo đó mỗi ngày nó một phát triển mạnh hơn. Và hiện nay thì chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có tới 61 liên đoàn hướng đạo đang sinh hoạt khắp nơi trên thế giới, thì trong đó là gần như là 80% là nằm ở tại Hoa Kỳ. Cái bên cạnh cái cộng đồng của chúng ta trân quý cái phương pháp giáo dục hướng đạo như vậy đó, thì chúng ta cũng phải nói tới cái lòng trung hậu của các trưởng hướng đạo ở trong phong trào. Những trưởng hướng đạo mà lúc mà ở Việt Nam cho tới lúc đi qua tới các trại tị nạn, các trại tị nạn giống như ở Ga Lăng, ở Palawan, ở Ba Tăng hay là ở Bolobidong hay là tất cả những các nơi, họ đều tiếp tục sinh hoạt hướng đạo. Và có ngay cả những người năm 1975 tới đảo Guam giống như Diệp Việt Dũng là những người sinh hoạt hướng đạo liền, tức là mở lệnh cái đơn vị liền. Do đó nên cái lòng trung hậu và cái sự ân cần của mình đối với phong trào như vậy đó, nó đã làm cho cái phong trào hướng đạo Việt Nam từ lúc trước năm 75 ở cái trại tị nạn cho đến ngày hôm nay có một cái sự tiếp nối giữa những thế hệ với nhau. Và đó là một cái điều hãnh diện của những người đi hướng đạo. Họ thấy rằng có trước, có sau và có những thế hệ như vậy đó. Do đó nên cái truyền thống và tập tục hướng đạo Việt Nam sẽ được duy trì. Chính cái sự duy trì như vậy nó làm cho các đơn vị hướng đạo Việt Nam mỗi ngày một vững mạnh hơn. Và cái sự vững mạnh này cũng thưa với quý Châu rằng là trên một cái tinh thần mà các anh các chị của các đơn vị hướng đạo đó hiểu biết rằng là chúng ta phải liên kết với nhau. Hướng đạo Việt Nam có hàng dọc và cũng có hàng ngang. Hàng dọc có nghĩa là hiện nay thì cái tổ chức ở hải ngoại chúng ta có Đức, có Pháp, có Gia Na Đại, có Úc, có Hoa Kỳ, chúng ta chung trong một cái tổ chức. Và ở hàng ngang đó nghĩa là khi ở tại địa phương đó, các em chơi chung với nhau. Và trong lúc mà chúng ta đang chạy cái bản tin như vậy đó, để đưa bản tin đi đó, thì trại hợp bạn thế giới sắp sửa được khai mạc vào ngày 28 tháng 7, sẽ chấm dứt vào ngày 80 tháng 8. Thì trong đó, hướng đạo Việt Nam ở tại nước Việt Nam, có lẽ họ sẽ có một số người gửi được mời đi để mà tham dự cái trại hợp bạn đó. Mặc dầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa có một cái giấy tờ hay chưa có một cái văn kiện nào để mà công nhận chính thức hướng đạo Việt Nam hết, nhưng mà những người đang sinh hoạt hướng đạo Việt Nam vẫn được một số những người được mời đi để mà tham dự cái trại đó. Nhưng mà riêng ở tại Hoa Kỳ thì Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam là một cái sự hình thành phối hợp của các tổ chức hướng đạo Việt Nam. Thì những cái tổ chức của hướng đạo Việt Nam chúng ta đó không có trực tiếp đúng là gửi người đi, nhưng mà các em ghi danh qua các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các bản địa đó, sẽ có một số các em được tham dự cái trại hợp bạn sắp tới. Và riêng vùng thủ đô Hoa Tình Đốn là chúng ta được biết là có 3 em đi với một cái dạng là tuổi từ 14 tới 18, thì 3 em đó sẽ được đi dự vào thứ 6 khoảng chừng ngày 1, ngày 2 tháng 8 sắp tới đây, em khoảng ngày 27, 28 tháng tới đây là các em sẽ có mặt ở tại Japan, yeah, Yamaguchi để mà tham dự cái trại hợp bạn đó. Do đó nên khi mà chúng ta nói tiếp nữa là để làm nhìn như thế nào để sự phát triển, thì có một điều là những người đi làm hướng đạo là họ tin tưởng rằng cái phương pháp giáo dục hướng đạo sẽ tiếp tục để mà yểm trợ cho cái phương pháp giáo dục cái học đường, để mà tạo một cái sự nào đó mà chúng ta gọi là huấn luyện cho các em có được những cái kỹ năng để mà các em có thể học trong trường, các em có thể trở thành những em học sinh giỏi. Khi các em trưởng thành, các em có trở thành những cái công dân gương mẫu, hoặc là khi các ông đi làm việc thì các em có những cái phương pháp để mà các em có thể tháo vát và có những cái sự lanh lợi nào đó để giúp các em có một cái đời sống, có những cái kỹ năng giúp ích được những người xung quanh của mình và lấy điều đó làm điều hạnh phúc cho một cái người hướng đạo sinh. Thì đó là cái nhìn về phong trào. Thì anh em hướng đạo Việt Nam cũng giống như bản thân của anh Nhân rất là vững tin vào cái phương pháp giáo dục này. Quý Châu xin cảm ơn anh Nhân. Xin được cảm ơn quý Châu. Và xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình, và xin tạm biệt quý vị.